Motor xin giới thiệu tới quý khách các loại giảm tốc điện motor có chụp ga vuông góc 90 độ so với chụp vào, rồi máy mẫu chính. WB là loại chân đế cố định và RV là loại chân đế có thể quay mọi hướng và chạy được ở trên cao. Sau đây là mẫu giảm tốc RV. Đầu vào là mặt bích, đầu ra là cốc âm. Với motor 90W với cực điện, đường kính trục là 9mm, lắp với giảm tốc xe 30, đường kính lỗ là 14mm. Với motor 180W với cực điện, có đường kính cốt trục vào là 11mm, lắp với giảm tốc xe 40, đường kính lỗ ra là 18mm. Với motor 0.37kW với cực điện và 0.55kW sắc cực điện, đường kính cốt trục vào là 14mm, lắp với xe 50 thì di chuyển từ 1/10 đến 1/80 và lắp với xe 63 có thể di chuyển trên 1/80. Đường kính lỗ ga của giảm tốc xe 50 và xe 63 là 25mm. Với motor 0.75kW bốn cực điện, 0.37kW sắc cực điện, 0.25kW tác cực điện, 0.18kW tác cực điện, đường kính cốt vào là 19mm, lắp với xe 63 thì di chuyển từ 1/10 đến 1/60 hoặc lắp với xe 75 thì di chuyển trên 1/60. Đường kính lỗ ga của xe 75 là 28mm. Với motor 1.5kW bốn cực điện, 0.8kW sắc cực điện, 0.37kW tác cực điện, đường kính cốt trục là 24mm, được lắp với xe 75 thì di chuyển từ 1/10 đến 1/60 và lắp với xe 90 khi cần thì di chuyển trên 1/40. Với motor 2.2kW bốn cực điện, 1.5kW tác cực điện, đường kính cốt trục là 28mm, được lắp với xe 90 thì di chuyển từ 1/30 trở xuống, đường kính lỗ ga của xe 90 là 75mm. Quy giảm tốc GV xe cỡ 110, 130 và 150, mọi sản phẩm được làm bằng vỏ gang. Với motor 3kW bốn cực điện, 1.5kW sắc cực điện, 1.1kW tác cực điện, lắp quay xe 110 thì di chuyển từ 1/60 trở xuống, đường kính lỗ ga của xe 110 là 42mm. Motor 3.7kW bốn cực điện, 2.2kW sắc cực điện, 1.5kW tác cực điện, lắp quay xe 130 thì di chuyển từ 1/60 trở xuống, đường kính lỗ ga của xe 130 là 45mm. Motor 5.5kW bốn cực điện, 3kW sắc cực điện, 2.2kW tác cực điện, đường kính cốt trục 38, lắp với giảm tốc xe 150 tỷ di chuyển từ 1/10 đến 1/60, đường kính lỗ ga của xe 150 là 50mm.